Đây là cái đồng hồ Navi mua trên mạng này các bác. Đó. Nó không chạy nữa. Nó không chạy nữa. Thì các bác nhìn thấy, quan sát các bác thấy là cái kim dây này với kim phút nó chạm vào nhau đúng không? Đó. Nó đang dính vào nhau này. Đó. Thì bây giờ em sẽ tháo ra để kiểm tra xem pin, trước tiên là pin đã xem nó hết không. Sau đó là sẽ chỉnh sửa lại cái bệnh này cho các bác nhé. Đó. Ở cái đồng hồ này thì thường thường là các bác mua trên mạng thì không chịu uống nước đâu nhé. Đó. Em sẽ để đây làm cho nó dễ. Đó. Đây, em sẽ tháo cái pin này ra. Đó. Rồi em sẽ lấy máy đo, em đo pin còn điện hay không. Pin này. Nó đưa máy đo, em đo. À, pin này đã hết điện này các bác nhé. Đã hết điện rồi. Đó, các bác này. Đó, bây giờ em sẽ lắp vào viên pin mới. Đây viên pin mới của em. Em đo thử các bác xem nhé. Đấy nhá. Pin còn điện nhá. Em sẽ lắp vào này các bác. À, chạy rồi nhưng mà các bác đang nhìn thấy nó đang bị dính kim vào nhau đúng không, và thậm chí em nhìn thấy nó còn có cái hạt số này, các bác nhìn kỹ các bác sẽ phát hiện ra này, hạt số này. À, các bác thấy nhìn gì đó, em sẽ tháo ra các bác nhìn nhé. Đấy, những cái đồng hồ này nó rất hay bị long cái hạt số đây các bác nhé. Qua 22 tháng 12 à, cựu chiến binh đấy hả? À, đây các bác. Đây các bác. Chữ Y đúng không? Chữ Y, chữ Navi này. Navi. Đó. Đấy. Em bỏ ra. Tốt nhất là bỏ ra. Này các bác thấy này, nó khi tháo ra này, cái răm của nó này, cái răm ở cái vành này nó còn tạo này. Đấy, ở cái vành này. Này các bác. Đó. Cái này rơi máy thì rất nguy hiểm, đó. Tốt nhất là bỏ ra. Đấy, và em sẽ chỉnh lại cái kim này một chút. Chỉnh cái kim một chút. Để chỉnh cái kim này ta phải lắp cái lúm này vào. Đó. Rồi mình sẽ rút ra. Mình sẽ ấn cái kim này xuống. Em thấy cái kim phút này đang cao. Cao hơn thì mình sẽ ấn nó xuống. Đấy, và mình sẽ quay ngược lại để xem có chạm vào cái kim dây không. À, em thấy đã ok rồi, không chạm nữa rồi. Em sẽ xuống thêm một tí nữa cho nó đẹp. Rồi, đó. Bây giờ mình sẽ quay đến khi nào nhảy lịch thì thôi. Nhảy lịch 28 nha các bác. Mình sẽ xem nhảy lịch. Đó, bắt đầu nhảy lịch các bác. À, 29 thì mình sẽ xoay lấy giờ hiện tại. Bây giờ đang là 9:20. Đó. Mình sẽ đóng vào. Và mình sẽ xoay lấy lịch. Hôm nay là 23. Sẽ lấy đúng ngày 23. Đó, mình sẽ đóng vào. Đấy, và sẽ rút ra. Rút này các bác đừng ấn mạnh nhá. Riêng cái dòng máy này là máy hỏng không sửa được này. Các bác ấn vừa phải thôi thì các bác mới rút được đúng tí ra. Đó. Ấn vừa phải thôi nhá. Đó. Đấy. Rồi, sau đó thì mình sẽ lắp vào thôi. Đúng không? Đó. Đấy, do khách yêu cầu là nên bỏ cái hạt này ra thì mình sẽ bỏ cái hạt này ra nhé. À, mình không gắn hò cho khách nữa. À, mình sẽ cho vào cái túi cho khách. Các bác nhé. Sẽ cho cái túi cho khách. Đó. Đấy, nó rơi ra nó sẽ trượt vào máy. Đó. Đó. Đây, lắp cái căn này và cũng phải khéo léo các bác ạ, chứ không phải là lắp à uôm được đâu. Đó. Cái căn này nó rất là khó vào các bác ạ. Đó. Khi vào thì các bác nhìn nghiêng này. Đấy, như thế này được này. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ lắp cái cái lắp đấy vào thôi. Đó. Cái này các bác thấy ép tay cũng vào đúng không? Ép tay cũng vào nhưng không phải là ép máy.
không phải lại bàn ép gì cả, đúng không? Rồi bây giờ sẽ lắp cái chốt vào. Chốt này của nó cũng là chốt rẻ tiền nên là nó bị oxy hóa đấy. Thế nó bị gì ấy. Đấy. Còn cái hạt số này của nó thì mình sẽ cho vào cái túi bóng trả cho khách. Vì người ta yêu cầu là bỏ ra, người ta không có yêu cầu gắn thì mình cứ bỏ ra cho người ta. Đúng không các bác? Đấy, chào các bác.